Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 của sách Trên Trời Sáng Tạo. Cô chào các bạn nha. Các bạn mở sách trang 19. Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu? Bài tập số 1 quan sát tranh. Các bạn nhìn bức tranh. À, có 4 chú mèo đen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con chuột màu xanh. Câu A. Tô màu vào các ô dưới đây. Mỗi con chuột tô một ô màu đỏ. Mỗi con mèo tô một ô màu xanh. Ok, bây giờ chúng ta cùng tô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu đầu tiên là mỗi con chuột tô một ô màu đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ tô chuột nhé. Ô màu đỏ. Ok. Tôi sẽ lấy cây bút to chút xíu ha. Chuột nè, một con nè. Vậy thì cô sẽ tô một ô nè. Ui, cô tô lem lắm, các bạn tô đẹp đẹp xíu nha. Tại tô trên máy nó hơi khó vậy đó. Rồi, một chú chuột. Tiếp theo, chú chuột này, cô sẽ tô cái ô này này các bạn. Đó, chúng ta sẽ tô tiếp. Ui, sao mà nó đậm quá. Chú chuột tiếp theo, ba nè, là tô ô số 3 nè. Rồi, tiếp theo, ô chú chuột số 4 nè, là ô số 4 nè. Tiếp theo, chú chuột số 5 thì các bạn tô ô số 5, các bạn nào tô kịp cô không? Chắc cô nghĩ các bạn tô đẹp nên nó hơi chậm, nó không bị lem giống cô ha. Rồi, chú chuột tiếp theo. Vậy là chúng ta đã tô đầy ô vuông này rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tô chú mèo. Mỗi con mèo tô một ô màu xanh. Người ta không nói xanh lá hay xanh dương thì các bạn thích màu gì thì các bạn tô màu đó nha. Cô tô màu xanh lá đi. Rồi tô chú mèo đầu tiên. Ô đầu tiên là của chú mèo này. Rồi ô tiếp theo là của chú mèo này. Ô tiếp theo là của chú mèo bên đây. Ô tiếp theo là của chú mèo bên đây. Hết rồi, không còn chú mèo nào nữa rồi. À, vậy là chú mèo ở đây thiếu hai chú mèo. Ok, chú chuột nhiều hơn. Con chuột nhiều hơn con mèo. Hai con. Được chưa? Rồi, chúng ta đã xong nhiệm vụ câu A là chỉ việc tô thôi các bạn. Ý. Chúng ta qua câu B. Nhiều hơn hay ít hơn? Bây giờ các bạn phải viết cái chữ in đậm nhiều hơn hay là chữ ít hơn vào trong cái chỗ chấm này ha. Rồi chúng ta đọc đề nè. Số con chuột, số con mèo. Số con chuột thì nhiều hơn hay là ít hơn số con mèo? Đố các bạn biết. À, ở đây là tô hết luôn. Còn ở đây là con mèo thì chỉ tô tới đây thôi. Vậy con mèo tô ít hơn con chuột đúng không? Vậy suy ra số con chuột sẽ tô nhiều hơn số con mèo. Vậy số con chuột nhiều hơn, các bạn viết chữ nhiều vào. Các bạn có biết viết chữ nhiều không? Nhờ i e u huyền á. Nhiều hơn h ơ n. Đó, mình vừa viết vừa đọc thì các bạn sẽ không có thiếu dấu nha. Viết không bị sai chính tả. Số con mèo, số con chuột. Số con mèo thì ít hơn số con chuột. Đúng không? Tại nó tô ít ô hơn kìa, đúng không? Ít hơn. Đó. Cô thấy các bạn làm nhanh hơn cô rồi đấy. Các bạn giỏi lắm mà. Câu C. Có 4 con mèo và 6 con chuột. Hỏi số chuột nhiều hơn số mèo là bao nhiêu con? Hỏi số mèo ít hơn số chuột là bao nhiêu con? Wow, vậy thì các bạn phải viết phép tính ra đây. Xong rồi các bạn trả lời số chuột nhiều hơn số mèo là mấy con? Số mèo ít hơn số chuột là mấy con? Rồi bây giờ cái đề bài người ta yêu cầu. Đây là một bài toán đố các bạn ấy. Xem bạn nào trả lời được nè. Có 4 con mèo và 6 con chuột. Nha, các bạn nhớ nha. 4 con mèo, 6 con chuột bên đây. Đúng không? 6 con chuột phía bên này. À.
Vậy số con chuột nó sẽ là nhiều hơn số con mèo đúng không các bạn? Đó. Người ta hỏi hỏi số chuột nhiều hơn. Đó, số chuột nhiều hơn, cô đoán chắc đúng luôn. Số hỏi số chuột nhiều hơn số mèo là bao nhiêu con? Bây giờ người ta bắt mình tính ra là bao nhiêu con. Vậy các bạn có nhớ cái bài toán hôm trước cô dạy rồi không? Là muốn biết nhiều hơn, ít hơn bao nhiêu con thì các bạn phải lấy số lớn trừ cho số bé. Vậy là chúng ta sẽ lấy 6, số 6 trừ cho số 4 bằng, đố các bạn 6 trừ 4 bằng bao nhiêu? 6 mà trừ đi cho 4, vậy thì còn 2. Wow. Vậy là chúng ta sẽ trả lời số chuột nhiều hơn số mèo là 2 con. Số mèo ít hơn số chuột là 2 con. Có bạn nào đọc nhanh hơn cô không? Cô đọc chậm lắm. Chắc cô nghĩ các bạn đọc nhanh hơn á ha. Chúng ta qua bài tập số 2, quan sát tranh. Rồi các bạn nhìn vào bức tranh nè. Một con cò, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con cò. Sáu con cò. Bây giờ cô sẽ viết cái sáu con cò ra đây nha. Cô ký hiệu là có sáu con cò. Rồi bây giờ mình sẽ đếm con cá. Một, hai, ba, bốn, năm. Cô sẽ lấy cái dấu chấm, cô chấm cho nó dễ nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Vậy là có 8 con cò, 8 con cá. 8 con cá. Wow. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc đề nhé. Đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Câu A, số con cò nhiều hơn số con cá là 2 con. Đúng không? Làm sao biết được ta? À, cô mới dạy các bạn cái bài phía trên á, là muốn biết nhiều hơn, ít hơn bao nhiêu, các bạn lấy số lớn trừ số bé. Vậy chúng ta sẽ lấy số 8 trừ số 6. Đó, các bạn viết ra. Viết ra nháp nha, các bạn nhớ trong đầu thôi. Hoặc là các bạn tính nhẩm thôi nha. 8 mà trừ cho 6 thì bằng bao nhiêu các bạn ha? 8 trừ cho 6. Còn lại là 2. Vậy chúng ta còn có 2. Vậy số con cò nhiều hơn số con cá là 2. Con cò nó có 6. Con cá nó có 8, vậy con cò nó ít hơn ha. Con cò nó ít hơn mà đi sao nó nhiều hơn vậy? Không được rồi, vậy là sai. Các bạn viết sờ vào. Rồi, câu B. Số con cò ít hơn số con cá là 2. Cái này mình mới chịu nè. Viết đờ vào các bạn. Đúng. Số con cá nhiều hơn số con cò là 2. Số con cá nhiều hơn số con cò. Chính xác, cái này mình chịu luôn. Đúng luôn. Ok. Cho hai băng giấy sau. Băng giấy màu xanh và băng giấy màu trắng. Câu A, đo độ dài mỗi băng giấy rồi viết vào chỗ chấm. Băng giấy xanh dài mấy cm? Các bạn lấy cây thước kẻ, các bạn đặt lên đo. Cô sẽ đặt lên đo. 10, 14 cm. Vậy cô sẽ viết 14 cm. Các bạn ơi, cái này cô chỉ ước tính, tại cô đo trên máy chắc nó cũng không có đúng trong sách của các bạn đâu. Các bạn đo được bao nhiêu thì các bạn viết số bấy nhiêu nhé. Rồi, băng giấy trắng dài. À, các bạn, cô đo được băng giấy xanh dài 10 cm. Rồi, băng giấy trắng cô đo được 7 cm. Các bạn nào đo giống cô không? Câu B, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Câu A, băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng 3 cm. Câu B, băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng 17 cm. Vậy
Bây giờ chúng ta muốn biết dài hơn, ngắn hơn, nhiều hơn, ít hơn như thế nào thì các bạn phải lấy số lớn trừ số bé ha. Vậy là chúng ta có 10 trừ 7 bằng 3. Vậy suy ra ý A, câu A là câu trả lời đúng, cho nên các bạn khoanh tròn vào câu A.